Cảnh sát giao thông tạm giữ thanh niên đi xe máy Exciter bất chấp nguy hiểm đi trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Sự việc xảy ra vào trưa nay 14 tháng 7 được camera hành trình ghi lại cho thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter biển 36K1-04956 bất chấp nguy hiểm đi vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ chiều từ Ninh Bình đi Hà Nội. Khi tới trạm thu phí thì lực lượng chức năng cảnh sát giao thông chặn lại và tiến hành xử phạt theo quy định. Nhiều công ty du lịch lữ hành cho biết từ sau khi du lịch dần hồi phục, các tour tuyến bắt đầu nóng lên. Du khách đông dần thì họ gặp tình trạng hãng bay khan hiếm chuyến. Điều này dẫn đến nhiều tour nóng nhưng công ty lữ hành cho hay không dám nhận khách vì không có vé máy bay, rủi ro tour bị bể tăng cao. Công ty du lịch thế hệ trẻ cho biết rất nhiều lần đã phản ánh tình trạng hãng hàng không lập lờ trong việc bán vé, đặc biệt là những đường bay hiếm như là về Côn Đảo hay các sân bay nhỏ. Không chỉ có tình trạng làm giá, đi chợ đen mới có được vé, mà các công ty du lịch còn gặp rủi ro. Hãng thông báo hủy chuyến bất thình lình, khiến khối lữ hành điêu đứng vì tour tuyến xem như phải dừng lại. Công ty du lịch TST cũng cho biết hiện một số tour đi Tây Bắc rất hấp dẫn du khách, nhưng vì không thể lấy vé máy bay nên đành để tình trạng không nhận khách. Trong phát triển du lịch liên tuyến, vé máy bay là phương tiện quyết định vì chỉ cần hãng bay trễ giờ so với kế hoạch là toàn bộ chương trình tour nối liền sau đó sẽ phá sản. Về những sai phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, ông Vũ Huy Hoàng được xác định có sai phạm trong quản lý, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sapeco với số tiền đến nay là hơn 3.800 tỷ đồng. Và cơ quan cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận để truy tố. Ông Hoàng hiện bị ung thư và mong muốn được đề nghị giảm nhẹ tội. Theo kết luận điều tra, hành vi phạm tội của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cùng ông Phan Chí Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương đã khiến quyền quản lý sử dụng khu đất 246 Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh bị dịch chuyển từ tài sản của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Sapeco sang tài sản doanh nghiệp tư nhân, công ty Sapeco Pearl. Hậu quả gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí cho ngân sách nhà nước trong quản lý, khai thác, sử dụng khu đất trong thời gian dài. Từ thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất từ ngày 3 tháng 5 năm 2015 cho đến khi hành vi phạm tội bị phát hiện, ngăn chặn, thời điểm khởi tố vụ án là ngày 8 tháng 11 năm 2018, giá trị quyền sử dụng khu đất là hơn 3.800 tỷ đồng. Ông Vũ Huy Hoàng không thừa nhận trách nhiệm, cho rằng cấp dưới Hồ Thị Kim Thoa, Tổng công ty Sapeco mới có trách nhiệm về vụ việc trên và hiện bị ung thư nên mong muốn được giảm nhẹ tội. Kết luận điều tra cho rằng bị can có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, quá trình công tác đều có thành tích, được tặng thưởng nhiều giấy khen bằng khen. Bị can Vũ Huy Hoàng bị các bệnh lý về tim, ung thư tiền liệt tuyến. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015 trong quá trình truy tố xét xử. Hiện thì ông Hoàng đang sinh sống tại nơi cư trú. Trong một diễn biến khác, thì bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, do có hành vi sai phạm trong thời gian dài, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đã vừa bị khởi tố. Song hiện bà Thoa đã bỏ trốn cho nên cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Thoa, chờ bắt giữ được sẽ xử lý theo quy định. Kể từ đầu tháng 6 bắt đầu mùa mưa lũ ở Trung Quốc, đến nay thì 433 con sông tại nước này đã vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước ở 33 con sông ghi nhận mức kỷ lục, trong khi dự báo miền Trung và miền Đông Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn. Theo dữ liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước tại 70 trạm quan trắc, lũ đã vượt mức báo động hôm 13 tháng 7. Mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp, nơi đã hạ mức xả lũ lần thứ 5 hôm 11 tháng 7 để giảm lượng nước đổ về hạ du, hiện đã chạm mức 153,2m, cao hơn 6,7m so với mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, nước này đang bước vào thời kỳ quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt. Mực nước của 433 con sông ở Trung Quốc đã vượt mức báo động kể từ tháng 6. Trong đó, 106 sông đạt mức cảnh báo cao nhất, 33 sông chạm mức cao nhất trong lịch sử. Hiện sông Trường Giang, thượng nguồn sông Hoàng Hà, lưu vực sông Chu Giang và Hồ Thái Hồ đều đạt đỉnh lũ. Lũ lụt nghiêm trọng từ tháng 6 tại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 37 triệu người tại 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố, 141 người mất tích, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy. Ngoài ra, 2,25 triệu người đã phải sơ tán khỏi các vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thị sát
tỉnh Kumamoto thuộc miền Tây Nam nước này để đánh giá thiệt hại mưa lũ gây ra từ hồi đầu tháng, đồng thời đưa ra kế hoạch hỗ trợ nhằm tái thiết các khu vực này. Trong chuyến thị sát, ông Abe đã tới thăm địa phương chịu nhiều thiệt hại về người trong thảm họa thiên tai này. Ông Abe cam kết sẽ có chính sách hỗ trợ tốt nhất để tỉnh này sớm phục hồi. Để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, chúng tôi sẽ nhanh chóng lên gói đối phó thiên tai trị giá 400 tỷ yên, tương đương 3,7 tỷ đô la Mỹ từ nguồn ngân sách tái thiết và ngân sách dự trữ. Đợt mưa lớn đầu tháng 7 tại Nhật Bản đã khiến nước của 105 con sông tại 14 trong 47 tỉnh tràn bờ. Mưa lớn cũng gây ra 316 vụ lở đất tại 27 tỉnh Nhật Bản. Kumamoto là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lần này với tổng cộng 56 vụ lở đất. Tính trên toàn tỉnh Kumamoto, đợt mưa lũ vừa qua đã cướp đi của 64 người. Thiên tai cũng đã khiến nhiều trường học trên toàn tỉnh phải đóng cửa, trong đó có nhiều trường sẽ phải đóng cửa đến ngày 31 tháng 7. Bắt đầu từ 8 giờ 15 phút tối ngày 13 tháng 7, hàng chục người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã căng lều bạt ngăn xe rác vào khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Nguyên nhân được cho là những ngày gần đây thì nắng nóng, mùi hôi thối từ bãi rác ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và do thành phố chậm chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân sống xung quanh bãi rác với bán kính là 500 mét. Theo đó, người dân cho biết, thông báo của thành phố hết quý 2 năm 2020 chi trả xong đền bù giải phóng mặt bằng với bán kính là 500 mét ở quanh bãi rác. Nhưng đến nay, người dân mới nhận tiền đền bù diện tích đất nông nghiệp, chưa được nhận tiền đất ở, đất ao vườn và chưa thể di dời. Người dân mong muốn sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đề nghị được sớm di chuyển người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường. Trao đổi với VTC, sáng ngày 14 tháng 7, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Hương xác nhận từ tối ngày 13 tháng 7, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ tập trung căng lều bạt ngăn xe rác vào khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Ngay trong tối qua, lãnh đạo huyện đã có mặt tại hiện trường để tuyên truyền, vận động người dân không chặn xe vào bãi rác. Tuy nhiên, người dân chưa đồng ý. Đến ngày hôm nay, huyện vẫn đang thuyết phục người dân. Để tránh ùn ứ rác khu vực nội thành, Urenco đã có báo cáo hỏa tốc đề nghị Sở Xây dựng chấp thuận cho phép công ty chủ động phân luồng tiếp nhận rác về khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây Hà Nội trong thời gian ngừng tiếp nhận rác ở bãi Nam Sơn. Năm 2019, thì người dân Sóc Sơn đã 3 lần chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, khiến cho khu vực nội đô bị ùn ứ rác. Chính quyền Hà Nội nhiều lần đối thoại với người dân tháo gỡ vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng ở khu vực. Cuối tháng 1 năm 2020, thành phố tiếp tục có văn bản yêu cầu huyện Sóc Sơn đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trong quý 2. Sáng nay ngày 14 tháng 7, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ trao quyết định giữ chức quyền Bộ trưởng Y tế cho giáo sư Nguyễn Thanh Long. Nhận thức nhiệm vụ mới vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm to lớn, quyền Bộ trưởng Y tế hứa sẽ tiếp tục từng bước nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam trong thời gian tới. Giáo sư Long cho biết, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong thời gian tới đây, ông hứa sẽ cùng với toàn ngành tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp, kế thừa chân, nâng cao giá trị cao quý mà các thế hệ cán bộ và nhân viên y tế đã dày công tạo dựng. Ông cũng xin hứa sẽ phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, ý chí khát vọng, tinh thần vươn lên của toàn ngành để phục vụ người dân ngày một tốt hơn, tiếp tục từng bước nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam, xứng đáng với sự giao phó của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Người đứng đầu ngành y kêu gọi toàn thể các y bác sĩ trong ngành cùng nhau đoàn kết đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sáng nay, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho biết, để đạt được kết quả chống dịch COVID-19 như ngày hôm nay, không chỉ là nỗ lực to lớn của đội ngũ cán bộ y bác sĩ và đội ngũ làm y tế, mà còn có sự hy sinh thầm lặng của nhiều lực lượng như biên phòng, công an, cán bộ, tổ dân phố, mặt trận tổ quốc và tất cả mọi người dân. Và cũng qua thời gian chống dịch vừa rồi thì ngành y tế cũng được rà soát, thấy được những điểm mạnh và cả những điểm còn bất cập. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế cần tiếp tục phát huy và kiên quyết sửa đổi điểm bất cập. Do chậm được bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công bị tăng chi phí phát sinh nên nhà thầu quốc tế tại dự án Metro Nhổn, ga Hà Nội vừa yêu cầu chủ đầu tư phía Việt Nam bồi thường hơn 19 triệu đô la Mỹ. Đây là lần thứ hai trong vòng một năm dự án bị nhà thầu quốc tế đòi bồi thường.
Theo hợp đồng giữa đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đô thị Hà Nội với nhà thầu quốc tế là công ty trách nhiệm hữu hạn Delim Hàn Quốc, hạng mục đổ trụ và làm đường ray chạy trên cao có thời hạn thi công 30 tháng. Thời gian bắt đầu thi công tính từ thời điểm khởi công là ngày 4 tháng 7 năm 2014. Sau thời điểm trên, nhà thầu đã huy động nhân lực, phương tiện có mặt tại Việt Nam để thực hiện dự án, nhưng họ phải ngồi đợi tới 18 tháng mới có mặt bằng. Cùng với đó, trong báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện Delim cho biết việc thực hiện gói thầu CP1 còn gặp vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thủ tục tạm ứng. Những nguyên nhân này đã khiến gói thầu phải kéo dài thời gian thực hiện so với nội dung cam kết trong hợp đồng là 26,5 tháng. Ngoài kéo dài thời gian thực hiện, nhà thầu còn bị phát sinh thêm các khoản chi phí. Do vậy, sau khi tính toán, nhà thầu Delim đã đề nghị phía chủ đầu tư bổ sung 19,1. Thưa quý vị, từ ngày mai ngày 15 tháng 7, triển khai bán vé tàu qua app điện thoại. Hành khách có thể tải ứng dụng mua vé tàu trên CH Play của Google hoặc Apple Store của Apple để mua vé tàu. Theo đó, thay vì vào các website của ngành đường sắt đến các đại lý ra ga tàu đặt vé như hiện nay, thì hành khách có thể tra tìm ứng dụng vé tàu của VNR trên CH Play của Google hoặc là Apple Store của Apple. Khi ứng dụng được cài đặt về máy thì hành khách chỉ cần chọn chuyến tàu trên màn hình, mua vé tàu, sau đó chọn mác tàu, ga đi, ga đến hoặc mua vé khứ hồi. Tiếp đó, hành khách chọn chỗ, nhập các thông tin theo yêu cầu và hình thức thanh toán. Hành khách có thể thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán ngân lượng bằng thẻ Visa, Master, ATM nội địa, QR Pay hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán NaPass, VNPay, Payo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cho biết đang đẩy nhanh việc hoàn thiện sửa biểu giá điện bậc thang. Bên cạnh phương án 5 bậc thang được trình, Bộ cũng tính thêm một phương án 1 giá để người dân lựa chọn. Theo đó, nếu được áp dụng thì sẽ có song song 2 biểu giá điện bán lẻ. Người dân có thể chọn dùng điện đồng giá hoặc là biểu lũy tiến bậc thang. Tuy nhiên, với đề xuất này thì ai được hưởng lợi và ai sẽ là người chịu thiệt? Chúng tôi sẽ cùng bàn về vấn đề này trong chuyên mục Chuyện tối nay hôm nay với vị khách mời của chương trình là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Vâng, xin cảm ơn Đài truyền hình và xin chào các quý vị khán giả. Vâng, thưa ông, trong thời gian qua thì dư luận đã có phen dậy sóng trước câu chuyện là hóa đơn tiền điện tăng vọt trong mùa nắng nóng cao điểm. Phải chăng là chính sự bức xúc của dư luận đã khiến cho các nhà quản lý nghĩ đến một phương án giá điện? Tôi nghĩ có lẽ đây cũng là một cái trong những nguyên nhân. Bởi lẽ là người tiêu dùng thì cũng có người đặt câu hỏi, thì tại sao không dùng một giá điện mà lại dùng cái giá điện bậc thang như vậy? Thì tôi cho đây cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến nhà quản lý có một cái sáng kiến đấy. Đặt thêm một cái giá điện nữa là điện một giá. Vâng, vậy theo ông thì phương án điện một giá sẽ có những ưu và nhược điểm như thế nào ạ? Thực ra cái phương án nào cũng có những cái mặt ưu và nhược điểm. Thế theo tôi thì cái phương án điện một giá này thì nó ưu điểm ở chỗ là đối với những người mà sử dụng nhiều điện ấy, ta cứ tạm gọi là cái người có thu nhập cao ấy, thì là có lợi hơn. Thế đấy là mặt ưu điểm. Nhưng có cái nhược điểm ở chỗ là những người sử dụng ít điện mà ta gọi là cái số người có thu nhập mà thấp và trung bình ấy, thì lại chịu thiệt. Tôi nghĩ như thế, đấy là cái mặt nhược điểm của nó. Vâng, với hai phương án thì nhiều người đang cho rằng là ngành công thương đang làm phức tạp hơn cách tính giá điện hiện nay. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào ạ? Thực ra mà nói thì cái giá điện chúng ta biết là hiện nay phần mềm nó xử lý hết rồi. Cho nên cái đấy không quan trọng. Cái vấn đề chỗ làm sao đáp ứng được cái nguyện vọng, cái nhu cầu của người tiêu dùng mới là cái quan trọng. Vâng, vậy nếu như mà chúng ta áp dụng cả hai phương án như vậy thì ông có những cái đề xuất gì để có thể áp dụng linh hoạt điều này ạ? Và chúng ta nên cố định phương án theo sự lựa chọn của mỗi người dân hay là có thể thay đổi nó theo một cái lộ trình nhất định ạ? Tôi nghĩ rằng là người tiêu dùng ấy, không phải ai cũng có thể nhận ra là mình theo cái phương án điện một giá thì có lợi hơn hay là cái điện giá bậc thang có lợi hơn. Thì không phải người tiêu dùng nào tạo nhận thức điều đó. Cho nên tôi nghĩ là cái cách nào đó ấy, để người tiêu dùng có thể trong thời gian không dài tự mình rút ra. Tôi đang ở một giá tôi xin chuyển xuống như bậc thang, hoặc tôi đang ở bậc thang tôi chuyển sang cái một giá. Chứ nếu mà phương án mà lại dài, giả sử như tính từ cái đợt điều chỉnh giá điện lần này với một lần khác thì mới được phép thay đổi, thì tôi cho như vậy nó rất khó cho người tiêu dùng. Bởi vì điện không phải là cứ thay đổi hàng tháng, mà chúng ta biết hiện nay hàng năm, thậm chí mấy năm mới có một đợt điều chỉnh giá. Và như vậy cái thời gian là quá lâu. Nếu mà đã chót chọn cái phương án mà nó bất lợi thì người tiêu dùng cứ phải cắn răng mà chịu, tôi nghĩ như vậy. Cho nên là nên có cái cách nào đó để người tiêu dùng có thể linh hoạt, tự nhận thấy là nó không ổn, mình phải điều chỉnh.
Vâng, tôi nghĩ là hiện nay thì nhiều người tiêu dùng vẫn đang rất là băn khoăn, không biết cách phân biệt cái sự khác nhau giữa phương án điện một giá cũng như là phương án biểu lũy tiến bậc thang là như thế nào. Vậy thì ông có thể giải thích một cách cụ thể và dễ hiểu hơn cho người dân để chúng ta có thể nhận biết được mỗi phương án là như thế nào không ạ? Vâng. Hiện nay chúng ta biết là đang áp dụng cái bậc thang là 6 bậc. Thế còn tới đây tôi biết là Bộ Công Thương cũng đã đưa lấy ý kiến để trình chính phủ áp dụng cái bậc thang là 5 bậc. Thì tôi có nói ví dụ cái đang áp dụng đây, phải không? Thế là có 6 bậc. Thế thì cái giá bình quân của cái phương án này là 1.864,44 đồng trên 1 kWh. Thế nếu mà người tiêu dùng mà sử dụng ở cái bậc 1 từ 0 đến 50 kWh đấy thì giá sẽ là 1.678. Thế còn nếu mà dùng ở cái mức tối đa là mức bậc 6 đấy là 401 kWh trở lên ấy thì giá sẽ là 2.927. Trong cái đó cái giá bình quân ấy là hiện nay là 1.864,44 đồng trên kWh. Thế rõ ràng cái người mà sử dụng thấp ấy thì đang áp ở cái mức 1.600, 1.700 chẳng hạn. Mà bây giờ nếu theo cái mức một giá thì đương nhiên là phải tính ở cái mức giá trung bình. Và trung bình có thể chiếm cao hơn cái giá hiện nay, cái trung bình hiện nay thì rõ ràng nhân với một cái giá nó cao hơn người tiêu dùng ở cái mức tiêu dùng thấp là thiệt. Vâng. Trong cái đó cái người tiêu dùng ở tiêu thụ ở cái mức cao đấy. Đấy, từ 2009 hơn 2009 nó bây giờ lại xuống có 1.800 thì rõ ràng người ta được lợi chứ. Vâng, đúng cho rồi đến ạ. Con số nó rất rõ ràng thì thế thôi. Vâng. Vậy theo kinh nghiệm của ông thì ở các nước khác ở trên thế giới thì hiện nay họ đang quản lý giá điện như thế nào ạ? Các nước thì tôi có tìm hiểu thì thứ nhất là người ta cũng có một giá. Nhưng cái số này ít lắm. Quanh ta đây chỉ có Singapore áp dụng điện một giá. Thế còn lại phần lớn là áp dụng cái giá bậc thang. Tôi nói ví dụ như là ba bậc thì có Nhật và Lào. Thế rồi là năm bậc thì có Mỹ. Sáu bậc thì có Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia. Tám bậc thì có Philippines. Và thậm chí chín bậc có Malaysia. Tại sao người ta dùng bậc thang như vậy thì chúng ta biết là bản thân cái điện ấy là một cái nguồn năng lượng nó không tái tạo, nó ngày càng cạn kiệt đi. Ở Việt Nam chúng ta cũng thế, hiện nay cái thủy điện đúng không là cái giá nó thấp nhất ấy thì cũng đã khai thác đến cái nguồn cũng là cạn kiệt rồi. Đấy, trong cái đó mà cái điện mà có khả năng tái tạo như điện mặt trời, chúng ta quen gọi điện áp mái đấy thì chúng ta biết là giá thành này nó rất là cao. Thế thành thử là nước nào người ta cũng phải dùng cái bậc thang để ta khuyến khích cái việc tiết kiệm điện. Vâng, vậy thì theo ông thì trong câu chuyện này thì ai sẽ là người được hưởng lợi nhất ạ? Tôi nghĩ là cái người mà tạm gọi là người thu nhập cao đấy. Mà lâu nay ta vẫn xài điện một cách rất là vô tư đấy, không cần tính toán đấy. Tức là ở mức tiêu thụ cao đấy. Thì người ta có lợi là cái chắc chắn rồi, đúng không?